Kính chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh cát hình Tinkerbell. Wow, cô nàng tiên nhỏ bé Tinkerbell của chúng ta rất là xinh phải không nè. Chị Chim xin sẽ tô bức tranh cát này với rất là nhiều màu cát ở đây. Chúng ta có màu xanh, màu hồng nè, màu xanh da trời. Cát rất là mịn nha. Hãy cùng chị Kim xin bắt tay vào việc tô màu tranh cát nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tô con mắt của Tinkerbell trước. Mắt là sử dụng cát đen nha. Tiếp theo là tô cái tròng mắt. Thank you.
Vậy là chị Jameson đã hoàn thành xong bức tranh cát hình Tinkerbell, nàng tiên Tinkerbell nhỏ bé của chúng ta rồi nè. Các bạn nhỏ thấy chị Jameson tô như thế nào? Có đẹp không? Nếu mà đẹp thì like video ủng hộ cho chị với nha. Và đừng quên đăng ký kênh Jameson Channel để có thể là người đầu tiên được xem video mà chị đăng mỗi ngày nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi hết video này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.